Rồi ok mấy anh em ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ vô con game Wrong to Hero thì ạc của Bàn Trang. Thì con tướng mới của giữa tháng này sau con Bakugan 6 hay là 6 thì con này sẽ là con Death Gantin, là con Gatling á, thì Future tương lai, cái gì Future Test Edition là gì mấy anh em có thể dịch tôi, để tôi dịch, tôi tự tôi dịch luôn. Rồi, một con tướng đến từ tương lai. Rồi để vô coi kỹ năng nó sẽ như thế nào mấy anh em, tướng mới mấy anh em. Rồi, ok, chúng ta sẽ vô coi cái bộ kỹ năng con này nó sẽ như thế nào ha. Hình như là Trang có quay rồi, biết Trang hình như nó có quay rồi mấy anh em. Công nghệ tương lai à. Rồi, ok. Rồi, tôi sẽ vô tôi coi, tôi test tướng thử, hình như biết Trang có rồi. Biết Trang có rồi, vô tôi như biết Trang quay rồi, không biết là quay chưa hay không. Nếu chưa quay thì tôi kêu biết Trang, tôi xin biết Trang tôi quay luôn. Từ để vô chết tướng chứ, cô thử có chưa à. Album con Gatling đó là Onward à, không con Gatling, con Gatling nó không phải Onward mấy anh em, mà con Gatling đó là Gatling thường. Ừ, Gatling thường mấy anh em. Đâu rồi, từ từ, Gatling Future nó đâu, từ từ chưa thấy, để tôi kéo xuống từ từ tôi kiếm đó mấy anh em. Đây có rồi mấy anh em ơi, hệ đặc biệt đây có rồi nha, có rồi có rồi rồi. Ok, để tôi vô tôi kiếm nó thì tôi coi thử cái kỹ năng nó sẽ như thế nào. Rồi get tin đây có luôn đây mấy anh em ơi. Rồi rồi, chúng ta coi thử bộ kỹ năng của nó sẽ như thế nào mấy anh em. Ô trời má, đánh thường ô, nó không, nó chưa kịp xài siêu kỹ luôn kìa. Ô kìa trời, nó chưa xài ultimate luôn mà. Tăng công tăng giáp nè, trời nó bắn thường cái chết luôn à. Ừ, kiếm con nào trâu hơn không, kiếm con nào vô trâu hơn cho nó đứng được không, trâu hơn để cho nó vô đứng cho con kia nó bắn được không. Để coi thử, để mấy con này vô vô cho nó bắn thử, coi thử ultimate nó sao gì mà mạnh dữ vậy. À, tạo lá trắng nè. Ồ, nó bắn thường mạnh vãi cứt mấy em nội ơi. À, ultimate nè. Ui mỹ super đam mấy em nội à. Ủa sao ultimate này không có đam, ủa ultimate không có đam mà, ultimate không có đam mấy em mà. Ủa ultimate tăng crit thì sao, ultimate không có đam nhưng mà tăng crit thì sao á, ultimate lại không có đam mà như con này là debuff trong bắn thường mấy em mà. Ui nó bắn thường bao đâu luôn nha. Ở đây cô thử nè, tôi bỏ thử một con on world, tôi bỏ thêm một con xịn vô luôn nè, cô thử bắn chết con Kabuto nha nè. Đây đây tôi bỏ một con on world vô luôn nè. Đây tôi bỏ một con tướng có đồ luôn nè, cô thử bắn chết Amai không? Nếu cô thử bắn chết Amai luôn không? Amai là tướng nâng full lửa nha. Để cô thử một con chưa nâng gì hết nó bắn chết Amai không? Ồ Amai thì mạnh quá rồi, Amai thì mạnh quá. Để con nào con dòng thấp hơn coi. Lily May coi. Ở lộn, quên Lily. Đọc quen đọc lộn Lily May. Rồi. Ồ con này nó chi kích liên tục luôn, này không được quýnh luôn mấy anh em ơi. Ngồi không được quýnh luôn, để coi con nào mà có cơ hội không, cho cơ hội mà Lily May lỗi vậy. À, bữa con Super S đúng không? Để cho bắn Super S đi. Tôi nghĩ Super S này chắc bắn cái chết luôn quá. Ôi một hit mấy anh em mà, mấy con tướng cơ bản là bắn một hit mấy anh em mà, mấy con tướng cơ bản là bắn một hit lắm mấy anh em mà. Để có thử bắn thầy ban coi. Không Super S này Super S thường, test thử mấy con ở châu châu hơn tí.
Bộ manh tướng này nó khỏe quá rồi, nó có truy kích rồi. Sobia bắn cái nào trâu hơn tí được không? Vaximin nè, Vaximin mới ra nè, Vaximin mới ra nè. Ủa nó bắn chúng sinh bình đẳng mới luôn mấy anh em à. Nó bắn chúng sinh bình đẳng luôn mấy anh em à. Rồi đây anti nè, anti thì không có đam, anti như đặt hiệu ứng debuff á. Ừ anti là giảm cái gì á, anti là đặt hiệu ứng debuff á mấy anh em. Để vô coi kỹ năng, đập kỹ năng của nó là biết à. Không anh thấy rồi, anh có kỹ năng đập kỹ năng của nó là biết rồi, để vô coi đọc kỹ năng của nó là biết rồi. Ấy kỹ năng khá là nực đó. Đây rồi, đã vô đọc kỹ năng mấy anh em, dịch kỹ năng thôi. Skill đầu tiên Killer Shot, skill đầu tiên là tấn công kẻ địch. Tấn công kẻ địch có sức mạnh cao nhất gây 2200 sát thương, tấn công tối đa là 3000. Skill 2 homing fire, skill 2 của nó là homing fire. Các đòn tấn công có cơ hội, các đòn tấn công cơ bản được đảm bảo sẽ đẩy lùi kẻ địch và có 50% cơ hội đuổi theo, gọi là chi kích ngang, gọi là chi kích các mục tiêu đang bị đẩy lùi và gây 100% sát thương. Sát thương kỹ năng lên 130% và tăng cơ hội kích hoạt các đòn tấn công chain và hit lên 100% là cái hiệu quả. Hit này là hình như là cái hiệu ứng nè, hit này là cái hiệu ứng lên, cái hiệu ứng đẩy lùi lên 100%. Còn cái skill thức tỉnh nè, rồi cái kỹ năng của nó nè mấy anh em, ngắm bắn chính xác, đánh dấu tất cả cái kẻ địch và khiến chúng phải chịu thêm 50% sát thương từ đòn tấn công cơ bản kéo dài trong 2 hiệp và hiệu ứng này không thể cộng dồn. Tăng 70% sát thương mục tiêu bị đánh dấu phải chịu từ đòn đánh cơ bản. Khi mình đăng mát lên tăng 100% sát thương bị đánh dấu phải các bạn đòn đánh từ đòn tấn công cơ bản. À vậy là ultimate của con này là chỉ là tăng đam chi kích đánh thường mấy anh em, mà con này là con mũi giống như con mũi thường á. Con này là một con tăng đam đánh thường nha. Con này là một con tăng đam đánh thường, cái skill của nó bắn thường mới vô nó sẽ tạo giáp. Xong rồi là ultimate nó sẽ là đặc địa buff gia tăng 50% sát thương, rồi khi mà con này nó bắn thường thì những con mà đang bị dính cái debuff này nó sẽ tăng đam đánh thường, ngay tăng đam đánh thường của con Gatlingun này lên. Rồi và cái cuối cùng để coi thử cái skill cuối cùng của nó là cái gì. Ôi skill nhìn cơ bản đó nha, skill nhìn giống con mũi đam tay đó nha, con này đam tay à. Kẻ địch đang bị đánh dấu mục tiêu là khi mà kẻ địch đang bị đánh dấu mục tiêu bởi skill ultimate thì nó sẽ giảm 30% phòng thủ. Kẻ địch bị đánh dấu mục tiêu sẽ bị giảm 50% phòng thủ nâng lên, thì các đòn tấn công của Gatlingun chống lại kẻ thù được đánh dấu bằng cái piston gì đảm bảo sẽ là đòn chí mạng. Rồi ok, thì cái bộ chiêu cơ bản của con này là hai skill này sẽ tăng đam, nghe tăng đam đánh thường đánh dấu 50, tăng thêm 50% đam cho kẻ địch bị đánh dấu. Còn cái skill này của con Gatlingun là kẻ địch nào bị đánh dấu sẽ tăng thêm 30% dính sát thương chí mạng, khi mình nâng mát lên là 100% chí mạng luôn. Còn cái hai skill này là tăng đam thường, skill này là tăng đam thường nha. Đó, tăng đam thường của đam tay lên, còn skill này là khi mà bắn cái địch thì nó sẽ có cơ hội đẩy lùi, thì khi mà cái hiệu ứng đẩy lùi này nó tăng lên thì nó là sẽ là 100% đam, tăng thêm 100% đam. Nếu mà con tướng này nó sẽ là một con tướng thiên về chi kích mấy anh em, mà chi kích đam đánh tay mấy anh em. Rồi ok, ngoại hình thì kỹ năng đây mấy anh em. Wow, nhìn khá là ngầu lòi đó. Nói chung là nhìn sang đó mấy anh em. Nhìn cái số nòng cũng lực nữa. Không phải cầm một cây số nòng riêng luôn rồi. Đấy. Rồi ok. Thế ra coi thử BK kỹ năng, tôi nghĩ là BK chắc không có ai đâu mấy anh em, BK tầm này tôi nghĩ chưa có ai mà quay ổn mức mà nâng con nó liền đâu. Buri, rồi rắn, Kabuto, Bang, Super S, bữa giờ con Super S hot nha, con Super S đang là hot meta nha. Đây trận này có một con Super S nè, con Super S đang hot meta ghê nha. Bữa giờ thấy nhiều người chơi Super S quá trời. Đấy. Quá trời người chơi con Super S luôn.
Vì mà Vaximin tính ra Vaximin mạnh hơn mà tụi này không chơi mà năng nó chơi con chơi mấy con bút mà chỗ gì mà giả con bạc tay chết gì ta. Gì mà giả con bạc tay chết gì ní. Flashy Speed. Mỗi con nó uống con bạc tay mấy em. Như chưa có cái tin đâu mới ra tôi nghĩ là không có đâu mấy em. Flashy Flash, Giro Giro. Bên đây còn điện bóng, nhánh bên đây coi. Sư tử, Bugi Bugi, Vaximin. À, chỗ này có một thằng Vaximin nè. Nhưng mà nó thua. Chỗ này có một thằng Vaximin nhưng mà nó thua. Trận sau nó cũng chơi con Super S luôn kìa. Khi nào anh mua điện thoại xong máy tính là tính tiếp mấy em. Rồi mọi thứ giờ nhiều thứ quá, nhiều thứ nó phát sinh nó mệt quá, càng nói nó càng đau đầu à. Đây con Vaximin nè. Hoài mẹ chưa nâng lên huyền thoại đam như gãi á. Chưa nâng lên đam như gãi á. Yếu nha. Rồi nó bút đam cho con Giro lên, bút năng lượng cho con Giro. Sẽ ultimate luôn. Rồi chọn một lượt mấy em mà một hit đi luôn à. Trận sau là có Super S nè. Đây hai bên đều Super S hết luôn. Con này thì lúc mà nó mới ra thì chưa ai quay. Nhưng mà sau 2 tháng nó ra mắt thì con này người ta quay quá trời. Ai cũng chấp BS đây. Giờ bắt đầu nhiều người chơi con này rồi. Trời nó uống thường cái chết con luôn mấy ông nội ơi. Ôi ultimate luôn, vô cái đập ultimate luôn. Trời. Ồ nó giả kìa. Ồ đi cây, uầy mày skill đi cây ông đi đẹp ghê luôn, đi cây on world nhìn đẹp ghê luôn. Rồi. Ồ, toàn đâm tay mấy này mới giả hai ba cái chết rồi. Đấy. Rồi, ok, đó review tướng mới cho mấy em xem. Còn không biết cuối tháng nó sẽ ra con gì.